Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xuất hiện mô tô mới đẹp như Honda CB 500X 2009 với mức giá siêu rẻ. Spectrum X 500R 2009 thuộc phân khúc mô tô 500cc, trang bị hiện đại nhưng giá rẻ giật mình, gần như bằng nửa cái chiếc Honda CB 500X 2009 có bán ở Việt Nam. Nếu tính ở châu Á, ngoại trừ các hãng xe nổi tiếng của Nhật Bản thì các hãng xe đến từ Ấn Độ, Trung Quốc thường có rất nhiều những mẫu xe được sản xuất ra với mức giá vô cùng hấp dẫn. Và mới đây ở thị trường Trung Quốc xuất hiện thêm một cái mẫu xe mới, cái kiểu là giảm lỡ nước bay, mang một cái động cơ ở phân khối là 470cc, chế thiết kế màn hình rất là nam tính và đẹp mắt. Mẫu xe này mang cái tên Volkswagen 500R 2009, là một sản phẩm của Volkswagen, công ty con của Dongxin từ Trung Quốc. Cái sự xuất hiện của Volkswagen 500R 2009 lập tức hút được cái sự chú ý từ làng xe hai bánh ở các nước láng giềng như Thái Lan, Việt Nam. Giới thảo xe ở Thái Lan cũng cho biết cái mẫu xe này có thiết kế với khối động cơ tương tự với các mẫu xe thuộc gia đình mô tô 500cc như cái chiếc Honda CB 500R, CB R 500R và CB 500X. Cái động cơ cho phép Promix 500R 2009 đạt cái công suất tối đa 35 mã lực tại vòng tua máy 8.500 phút, cùng chế một cái mô men xoắn cực đại là 43 Nm tại vòng tua là 7.000 vòng trên phút. Tốc độ tối đa của xe được kiểm soát bởi bộ kiểm soát điện tử EQ. Trang bị trên xe rất là cao cấp với cái bộ đèn chiếu sáng dạng LED, cái cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD, ống xả kép phục kê trước loại đảo chiều cây ba, cái giảm sóc sau của cây ba, trang bị phanh ABS chống bó cứng phanh. Và điều đáng chú ý, Promix 500R 2009 có mức giá bán ở thị trường Trung Quốc vô cùng hấp dẫn, rơi vào tầm 34.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 119 triệu Việt Nam đồng. Mức giá này nếu so với cái chiếc Honda CB 500X 2009 đang bán ở Việt Nam thì Promix 500R 2009 rẻ hơn gần tới 80 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like.